cái phần thịt ba rọi này mình kho tàu á các bạn, nó rất là mềm luôn đấy các bạn. Cái phần da và phần mỡ tuy mình ninh là gần 2 tiếng á các bạn, nhưng mà cái phần thịt của mình nó không bị rêu ra, tất nhiên là không bị tan chảy ra các bạn, nó vẫn còn nguyên. Ăn cái miếng cơm và miếng trứng vịt mà mình kho tàu á các bạn, ăn mà quên lạc lối về luôn đấy các bạn. Tuyệt vời đến nỗi như vậy á các bạn. Hôm nay mình phải nói là cái nồi thịt kho tàu của mình á, quá xuất sắc luôn đấy các bạn. Sẽ đến cho các bạn cách nấu thịt kho tàu rất là hay luôn các bạn. Và cái món trứng để mình luộc sao cho mình bắt nó không bị dính vào cái phần thịt. Các bạn đừng bỏ qua video ngày hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn nhé. Thành phần ngày hôm nay để nấu món thịt kho tàu ngon gồm có những nguyên liệu như sau nha các bạn. 1 ký 4 thịt ba rọi rút sườn. Các bạn nhìn thấy cái miếng thịt ba rọi của mình rất là ngon luôn các bạn. Phần da này, mỡ này, thịt nhiều các bạn. Đây, cái ba rọi rút thường, quặn miếng này gọi là tuyệt vời. Quá tuyệt vời. 400g chả cá thác lát, 10 cái trứng vịt, ít lá chuối. Và cái túi để tí là mình đựng gia vị vào để mình kho với thịt kho tàu nha các bạn. Khổ qua, hành ngò và phần ớt sừng nha các bạn. Ớt này nó không có cay. 1 trái dừa tươi, nửa muỗng dầu hào, nửa muỗng nước màu, 2 muỗng nước mắm, nửa muỗng đường phèn, nửa muỗng đường cát trắng, 1 thìa muối, hành tỏi và 1 củ hành tây. Phần muối và phần giấm gạo tí nữa mình sẽ luộc trứng nha các bạn. Đây là mình mới học được một cái cách luộc trứng mới, mình chia sẻ gửi đến cho các bạn xem như thế nào nha các bạn. Trước tiên thì mình mang cái thịt ba rọi này đi mình rửa nha các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng nước sôi mình rửa thịt heo nha các bạn. Thịt ba rọi, cái phần thịt ba rọi mình sẽ ép cái phần da mình rửa sơ các bạn. Cạo sơ sơ thôi các bạn, mình còn sơ chế nhiều lắm. Sẽ vớt ra. Bây giờ mình sẽ mang cái phần thịt ba rọi này của mình đi ép chảo nha các bạn nhé. Cái phần chảo nóng thì mình sẽ bỏ cái thịt ba rọi mình ép chảo nha các bạn. Này các bạn. Mình dùng tay các bạn, mình nhí. Mình ép cho nó vàng cái phần da. Cái phần thịt ba rọi như thế này này các bạn, cho nó thanh xanh cái phần thịt với lại cho nó vàng cái phần da một chút nha các bạn nhé. Nó hơi nóng nha các bạn, các bạn cẩn thận khi mà dùng tay nha các bạn. Rồi khi mình ép được 2 phần rồi á thì mình sẽ dùng cái nĩa. Tắt bếp và cắt thịt ra rửa nha các bạn nhé. Sau khi mà mình ép cái phần thịt ba rọi của mình đấy các bạn, thì cái miếng thịt, cái miếng da của mình xanh lại và cái miếng thịt đồng thời nó cũng xanh lại nha các bạn. Mình dùng dao mình sẽ cạo cái phần da, cạo cho nó sạch.
sẽ khi mà mình kho tàu á các bạn, thì cái phần da với cái phần mỡ này nó sẽ không bị tắc và không bị nhão ra nha các bạn, vẫn còn nguyên. Đều đây cho ráo. Mình dễ dụng, sử dụng nước sôi mình trụng thịt. Củ hành tây cả vỏ luôn các bạn, cái vỏ này rất là tốt luôn đó. Mình rửa sạch rồi mình sử dụng, cho vào một ít muối để mình trụng cái phần thịt. Sau khi mà cái phần thịt mình trụng nó sôi, cái phần da các bạn, thì mình lật qua cái phần thịt xuống dưới, mình trụng cái phần ba roi cho nó cái nước nó sôi lên là mình tắt bếp thôi nha các bạn. Bây giờ cái phần nước của mình trụng nó sôi phùng rồi nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ tắt bếp vớt thịt ra ngoài rổ cho ráo. Mình sẽ đổ ra rổ nha các bạn. Mấy cái phần hành tây này mình vớt ra mình để ngoài dĩa nha các bạn, tí nào mình cũng sử dụng nữa. Bây giờ mình chuẩn bị cái chậu nước sạch, mình tiếp tục mình rửa sơ qua nha các bạn. Cái miếng thịt mình nó xanh các bạn thấy không, da phần da nè, ngon quá các bạn đó. Mình để cái phần thịt ba rọi này ra rổ cho nó ráo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần thịt ba rọi này ra, tùy gia đình nhà mình nhé. Mình muốn kho cái dạng kho thịt kho tàu á các bạn, mình cắt to như thế này, hoặc là gia đình mình muốn cắt nhỏ thì tùy mình nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái chảo bắc lên bếp cho nóng, cho ít dầu. Hành tỏi mình xắt làm 2 làm 3 bỏ vào chảo, bỏ cái phần thịt vào mình chiên sơ. Chiên sơ cái phần thịt ba rọi này về như vậy này các bạn. Khi mình kho tàu á, nó sẽ xanh vào, nó sẽ ngon lắm các bạn ơi. Những cái miếng mà hơi vàng vàng á là mình gắp ra được rồi nha các bạn. Tỏi này mình vớt ra cái dĩa để tí nào mình sử dụng tiếp luôn nha. Tỏi ớt này các bạn, mình xay ra cũng được, để mình vắt mình lấy nước. Còn nếu mà mình băm ra, mình thái giống như mình á, mình bỏ vào trong cái túi nhỏ vải cô tông như thế này nha các bạn. Cả cái phần hành lúc nãy mình sử dụng á, mình bỏ vô trong cái túi vải. Mình bỏ hết cái phần hành luôn vô luôn cái túi vải nha các bạn, rồi mình cột lại. Mình bọc vào cái túi cô tông như thế này nha các bạn. Nếu mà nhà mình có cái túi mà lọc chè á, mình bỏ vô cũng được, để tí nữa mình kho với kho thịt kho tàu mình bỏ vô nhé. Bây giờ mình sẽ ướp cái phần thịt ba rọi của mình nhé. Một thìa muối, hai thìa nước mắm, nửa thìa nước màu. Cái phần nước màu á các bạn thì mình cũng có chia sẻ trên kênh của mình rồi. Nếu các bạn nào mà có quan tâm đến cái phần thắng nước màu này á, thì các bạn có thể xem lại nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn. Dầu hào nửa thìa, tiêu mình để nguyên hạt nha các bạn, một thìa nhỏ. Cà phê dùng bao tay và mình trộn thịt, trộn đều các gia vị cho nó thấm vào cái thịt ba rọi của mình nhé các bạn, thơm lắm các bạn. Phần thịt ba rọi mình đã ướp gia vị rồi nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ đậy nắp vung lại, hoặc là mình bao bằng bao rác để ướp trong vòng 1 tiếng nha các bạn nhé. Đậy nắp vung vậy, sau 1 tiếng mình sẽ quay trở lại cái phần thịt này. Trong lúc mình chờ đợi mình ướp cái phần thịt trong vòng 1 tiếng nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ vào bếp để luộc trứng nha các bạn nhé. Nhiều bạn sẽ nghĩ luộc trứng rất là dễ, nhưng mà hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách luộc trứng công hiệu lắm các bạn, để mà cái thịt và cái vỏ nó không sẽ khi mà mình lột ấy, nó sẽ không bị dính vào nhau nha các bạn nhé. Thì các bạn hãy theo dõi mình luộc trứng như thế nào nhé. Mình cho vào trứng một ít muối, một ít giấm nha các bạn. Đó thì mình sẽ dùng đũa mình quấy, quấy theo một chiều nha các bạn, để cho cái lòng đỏ của mình nó sẽ nằm vào giữa các bạn ơi. Mình
với trứng theo vòng một chiều như thế này nè các bạn, để cho cái phần nước sôi lên nó lăn tăn thì mình sẽ đậy nắp vung lại nhé. Mình luộc khoảng trong vòng 10 phút. Sau khi cái phần trứng mà mình quậy theo đường một chiều rồi một lúc rồi ấy các bạn, thì cái phần nước nó sôi lăn tăn lên như thế này, thì bây giờ mình sẽ đậy nắp vung lại mình luộc trứng. Phần trứng mình luộc đã chín rồi nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và đậy nắp vung để trên bếp nghỉ 5 phút. Bây giờ mình sẽ mở nắp vung, mình gạn bớt phần nước đi nha. Sau khi mình gạn nước hết rồi nha các bạn, thì mình sẽ đậy nắp vung vô. Mình sẽ đậy nắp vung và mình lắc theo cái vòng tròn đấy các bạn, để cho trứng nó bể nhẹ nhẹ thôi các bạn. Trứng sau khi mình lắc ở trong nồi các bạn thì nó sẽ bể ra như thế này các bạn. Thì mình bỏ ra một cái gì cho nó nguội đi rồi mình sẽ bóc bọc mặt trứng. Giờ mình sẽ bóc cái phần trứng nha các bạn. Cũng dễ bóc đó các bạn này. Khi mà mình làm đúng á, dễ bóc lắm, nó sẽ không bị chóc cái phần thịt các bạn thấy không? Các bạn nhớ luộc xong rồi để nó nguội giống như mình chia sẻ từ đầu á các bạn, thì nó dễ bóc hơn là mình bóc nóng nha các bạn nha. Đấy. Nếu mà mình luộc theo như vậy thì nó cái trứng của mình nó sẽ trắng trơn như vậy nè các bạn, nó sẽ không bị lâm nhâm. Nên cách này mình thấy cũng hay á các bạn, mình chịu khó một cái thì màu cái trứng của mình nó sẽ đẹp hơn các bạn này. Đó. Bây giờ mình sẽ nhồi cá thắt lát vào phần ổ qua nha các bạn. Ổ qua mình rửa sạch, mình moi ruột. Bây giờ mình sẽ vào bếp để nấu canh khổ qua nhồi cá thắt lát nha các bạn. Mình nấu canh khổ qua nhồi cá thắt lát nha các bạn. Khổ qua nhồi cá thắt lát và nấu. Cho vào nửa củ hành tây. Mình sẽ lấy cái phần lá chuối sẽ đậy lên cái canh khổ qua nhồi cá thắt lát nha các bạn. Mình đừng lấy nắp vung đậy, sẽ làm cho cái nước canh của mình nó sẽ bị sẫm màu. Với lại một lưu ý nhỏ, mình khoan hẳn nêm gia vị vào trong nồi canh khổ qua nhồi cá thắt lát nha các bạn. Để gần chín rồi mình phản nêm. Nếu mà mình nêm gia vị vào, bột nêm vào, nó sẽ làm cho cái nước của mình nó không được trong nha các bạn nhé. Cái nồi ổ qua mình cứ nấu cho đến khi nào cái ổ qua nó mềm thì thôi nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ nêm nếm gia vị vào sau nha các bạn nhé. Hết cái phần lá chuối còn một bên nha các bạn. Cái phần hành tây này mình sẽ vớt ra, còn cái phần chả cá thắt lát mình nặn bỏ vào. Lá chuối ra luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị. Thìa rưỡi bột nêm. Thìa nước mắm các bạn. Mình để nước canh hủ qua nó sôi lên và mình nêm lại xem là vừa hay chưa nha các bạn. Nếu vừa rồi thì thôi, còn nếu mà chưa thì mình sẽ nêm thêm một ít muối. Mình đã nêm nếm vào nồi canh hủ qua nhồi cá thắt lát đã vừa rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để đầu hành vào. Khi mà nồi canh của mình sôi lên, mình sẽ tắt bếp cho hành ngò và tí tiêu vào bày trí ra tô nha các bạn. Thịt ba rồi mình đã ướp sau 1 tiếng rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mang vào mình kho cái phần thịt này thôi các bạn ơi. Bắt cái nồi lên mình cho ít nước nha các bạn. Sẽ cho một ít nước màu vào. Cho một muỗng bột nêm vào nha các bạn. Một thìa nước mắm. Một ít đường phèn ngay đầu mình giới thiệu với các bạn. Nấu cho sôi cái phần nước này lên. Của mình sôi lên rồi mình sẽ cho thịt vào. Mình sẽ đổ hết một cái trái dừa vô nha các bạn. Cái phần gia vị hồi nãy mình ướp cái thịt ba rọi còn dư các bạn, bây giờ mình đổ hết vào luôn nhé. Mình sẽ chế nước sôi gần đầy nồi nha các bạn. Mình sẽ hớt cái phần bọt trên nha các bạn. Trong quá trình mình kho thịt kho tàu á các bạn, thì nếu mà bọt mình nổi lên thì mình
cố gắng mình hớt bọt nha các bạn nhé. Mình sẽ bỏ cái túi hành tỏi ớt này vào trong cái nồi thịt kho tàu của mình nha các bạn. Bỏ cái túi hành tỏi ớt này vào các bạn, để cho nó nấu cho nó ra hết cái phần tỏi ớt và thấm vào trong thịt cho nó thơm nha các bạn nhé. Rồi sau đó mình hãy vớt cái bịch này ra. Bây giờ mình đậy lá chuối lên cái phần nồi thịt nha các bạn. Nhà bạn nào mình không có lá chuối thì mình sử dụng cái giấy nến các bạn cũng vẫn được nha các bạn nhé. Cái lá chuối á, thay vì để như vậy cho nước nó trong, cái nước kho của mình nó trong này các bạn, chứ mình đừng có đậy nắp vung thì cái nước kho của mình nó sẽ đục nha các bạn nhé. Cái nồi thịt kho tàu này của mình á, mình sẽ ninh trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ nha các bạn nhé. Để cái lửa trung bình để mình ninh nha các bạn nhé, đừng để lửa to. Đã ninh hơn 30 phút rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần trứng vào. Mình phủ cái phần lá chuối lên và tiếp tục mình ninh nha các bạn. Nồi thịt kho tàu của mình mềm rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vớt cái phần lá chuối ra, cái túi hành tỏi ớt mình vớt ra luôn nha các bạn. Cái phần ớt sừng này các bạn thì không có cay đâu các bạn ơi. Thì mình sẽ cắt nhịn nhịn ra một trái, còn một trái rưỡi thì mình sẽ cắt khúc khúc tròn tròn mình bỏ vào nha các bạn nhé. Cái phần ớt sừng này mình muốn cho vào cái nồi thịt kho tàu mình á, cho nó có màu sắc nó đẹp thôi, chứ cái ớt này không có cay đâu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần ớt vào nha các bạn. Cái phần ớt sừng này mình cho thêm vào các bạn, có được không có được nha các bạn. Tại cái phần ớt sừng này không cay. Cái nồi thịt kho tàu của mình chín rồi nha các bạn. Thì mình sẽ tắt bếp và đổ ra bày trí vào trong tô, mời các bạn thưởng thức cùng với mình nhé. Các bạn ơi, mình đã kho xong nồi thịt kho tàu và canh ngộ qua dù cá thác lát rồi nha các bạn. Thật là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình món bữa cơm ngày hôm nay ngon tuyệt vời như thế nào nha các bạn. Các bạn ơi, các bạn nhìn cái phần nước kho của mình này. Chua chua, nó sóng sánh, các bạn nhìn thấy không? Sóng sánh đẹp, cái màu cánh gián của màu cái nước dưa màu mình thắng á các bạn. Mình kho chung với cái thịt ba rọi này tuyệt vời luôn á các bạn. Bây giờ mình sẽ chen vào cơm nha các bạn. Cái phần nước kho ngon lắm các bạn ơi. Mình sẽ chen vào cơm. Mình sẽ lấy một miếng thịt xem thử coi là cái độ mềm và cái độ gia vị như thế nào nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái miếng nạc của mình gắp này. Các bạn nhìn, mình lưu ý nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái phần thịt ba rọi ấy, mình khi mà mình kho tàu ấy các bạn, nó không bị rục ra mà kiểu như là rục chảy mỡ ra luôn nha các bạn. Nó còn nguyên như một miếng như thế này luôn nè các bạn. Cái đầu mình sơ chế tuyệt vời, cho nên mình kho cái nồi thịt kho tàu phải nói là xuất sắc luôn các bạn ơi. Mình mời các bạn miếng cơm và miếng thịt nhé. Ôi thơm gì đâu á các bạn. Mình ăn miếng thịt với miếng phần cơm ấy các bạn. Phần thịt rất là mềm mại luôn ấy các bạn. Ăn mà nó tan chảy trong trong miệng luôn ấy các bạn ơi. Gia vị mình nêm phải nói là gọi là xuất sắc luôn ấy các bạn. Vừa ăn luôn, thơm gì đâu luôn ấy các bạn. Ngày hôm nay mình nấu một cái món cơm mà quá tuyệt vời luôn ấy các bạn ơi. Thử đến canh gỗ que nhồi cá thác lát nha các bạn. Thử miếng canh nha các bạn. Cái gia vị canh cổ qua nhồi cá thác lát này các bạn, mình nêm vừa ăn luôn. Và đặc biệt một điều ấy các bạn, mình nấu cái món canh cổ qua này á, không có một tí đắng luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một trái cổ qua này các bạn, mình ăn. Mình ăn to như vậy nó mới ngon đó các bạn ơi. Mềm ăn ngon lắm các bạn. Cái này á các bạn, mình mà chen cái phần nước kho thì kho tàu lên cái phần mướp đắng này, ăn tuyệt vời luôn đấy các bạn ơi. Mình sẽ chen này. Qua như thế này các bạn, quá ngon. Mình mời các bạn miếng ổ qua nhé. Ngon lắm các bạn. Cái phần chả cá thác lát á các bạn thì rất là ngon, dai,
tuyệt vời luôn đấy các bạn. Chả cá thác lát mà nhồi canh gỗ qua, gọi là số 1 luôn đấy các bạn. Ăn mà không thấy một tí đắng luôn đấy các bạn ơi. Cái phần thịt kho tàu của mình á các bạn, các bạn thấy mình để ớt này là gọi là ớt sừng nha các bạn. Ớt này là không có vị cay nào hết đó các bạn ha. Mà mình cũng đã lấy hột ra rồi. Cái phần thịt kho tàu này á, mà mình để cho trẻ nhỏ ăn nè, người lớn tuổi ăn nè, gọi là số 1 luôn nha các bạn. Ăn rất là ngon và không có một cái vị cay nào luôn đó các bạn. Cái phần thịt ba rọi này mình kho tàu á các bạn, nó rất là mềm luôn đấy các bạn. Cái phần da và phần mỡ, tuy mình ninh là gần 2 tiếng á các bạn, nhưng mà cái phần thịt của mình nó không bị rêu ra, tất nhiên là không bị tan chảy ra các bạn, nó vẫn còn nguyên. Mình nhìn vào cái tô thịt kho tàu của mình á các bạn, thật là nhìn đã thật luôn đấy các bạn. Phần nước kho này các bạn, các bạn nhìn những cái em trứng và những cái miếng thịt đấy các bạn, nhìn rất là núng na núng nín luôn các bạn. Các bạn ơi, cái nhất là cái phần thịt, cái trứng mà trứng vịt của mình á, khi mình luộc ấy, bắp không bị dính vào thịt, nó lăn nhăn nha các bạn, rất là mượt mà luôn đó các bạn. Các bạn nhìn nè, cái phần trứng này, cái màu tuyệt vời luôn đó các bạn. Phần thịt nè, trời ơi đẹp không các bạn, quá đẹp xuất sắc. Nhìn cái những cái miếng thịt mà mình cắt khúc khúc nè, phần da, phần mỡ và phần thịt không bị tơi ra luôn nha các bạn, vẫn còn nguyên luôn á. Mình sẽ lấy một cái trứng vịt ra mình thử nha các bạn nhé. Quá tuyệt vời các bạn ơi, không thể nào mà không cầm lòng được để mà ăn nó luôn đấy các bạn. Cái trứng vịt ra nhé. Các bạn thấy chưa, cái phần phía bên trong lòng đỏ nó nằm ở giữa này các bạn này, chứ nó không chạy về một phía một bên đâu các bạn. Cái cách mà mình chia sẻ về cái cách luộc trứng vịt đấy các bạn cũng hay đó các bạn ơi, rất là hay luôn đấy các bạn. Miếng trứng và miếng cơm nhé. Cái phần trứng vịt của mình kho các bạn, nó thấm vào trong cái phần nước kho luôn các bạn ơi. Ăn cái trứng vịt á, nó vừa ăn luôn mà nó rất là dẻo luôn đấy các bạn. Ngon lắm đó các bạn ơi. Mình sẽ lấy phần nước kho. Các bạn thấy cái phần nước kho của mình không? Cái màu đẹp lắm, màu cánh gián nè, mà nó có kho, nó có phần sóng sánh cái phần mỡ các bạn. Ăn cái miếng cơm và miếng trứng vịt mà mình kho tàu á các bạn, ăn mà quên lạc lối về luôn đó các bạn. Tuyệt vời đến nỗi như vậy á các bạn. Hôm nay mình phải nói là cái nồi thịt kho tàu của mình á, quá xuất sắc luôn đó các bạn. Mình lấy một miếng nha các bạn. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Mình ghẻ cái sớ thịt ra các bạn, nó mềm như thế này luôn đó các bạn. Đó, mình sẽ lấy miếng cơm, miếng thịt, miếng trứng nè các bạn, cho hết vào miệng ăn các bạn. Một miếng thật là ngon này nha các bạn. Mình đã dùng xong bữa cơm thịt kho tàu và canh gỗ qua nhồi cá thác lát rồi nha các bạn. Rất là ngon. Phải nói là một bữa cơm trên cả tuyệt vời luôn đấy các bạn ơi. Không còn từ nào để mà diễn tả bằng cái từ là
trên cả tuyệt vời đó các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip ngày hôm nay của chị em mình. Nếu các bạn có thấy clip này mình chia sẻ thấy hay thì cho chị em mình một like, một chia sẻ cũng như một đăng ký kênh YouTube Cuộc Sống Hai Chị Em để cho chị em mình ra nhiều video hay gửi đến cho các bạn xem và thư giãn vào những buổi chiều mình đi làm về nha các bạn. Mình hẹn các bạn vào clip ngày mai. Chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe. Bye bye.